Xin chào tất cả anh chị nhá. Ngày hôm nay thì bên em lên cho anh chị một con máy lọc không khí cực kỳ VIP luôn. Con này của hãng Hitachi nhá. Màn hình cảm ứng đèn LED này. Con này thì có hiển thị độ ẩm này, nhiệt độ luôn nha anh chị nhá. Ngoài ra có báo hiển thị bụi 2.5 này. Có Ecolavi tiết kiệm điện này. Có khóa an toàn cho trẻ em nhá. Chỉ cần giữ vào khoảng vài giây là tự khóa. Ở đây có hẹn giờ này, 2 giờ đến 4 giờ nhá anh chị nhá. Con này thì để phòng khách cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ, cực kỳ sang trọng luôn. Màn hình cảm ứng đèn LED. Này, quay tổng quan chi tiết cho anh chị xem này. Con này thì bao quát xung quanh cực kỳ đẹp luôn nhá, không cháy chóc, không bẩn, không xước. Con này thì đời 2014 nha anh chị nhá. Đây. Đây 2014 này. Số hiệu là bao nhiêu đây? EPKVG900 này. Quay công suất con này như là 85W rồi vậy. 85W để em sẽ tìm số công suất nó. Đâu đây chị ơi, 85W này, điện 100V nhá. Quay phần mạng lọc cho anh chị xem này. Đây con này khi mở anh chị lưu có hai cái chỗ này nhá, anh chị phải đẩy ra thì nó mới mở được nhá. Đây con này hai bên đều có này, nếu nhấc ra cho anh chị xem này. Đây mạng lọc này, con này thì hoàn toàn là mạng lọc zin của nó nhá. Bằng lọc zin mình kịch cực đẹp luôn, cực kỳ đẹp, bao đẹp cho anh chị luôn, mới còn đẹp này, này dùng một chán nó hỏng nha anh chị nhá. Quay rõ anh chị xem này, anh chị khi mở nhớ để ý 2G nhá, tránh gãy gì đó. Rất là mệt. Rồi, em sẽ quay đến phần bánh xe nước cho anh chị xem nhá. Đây phần bánh xe nước của nó này anh chị này. Thì không phải bánh xe nước như mấy con kia nhé, này thế là như này, trong này cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn anh chị yên tâm nhá. Bên em thì toàn là hàng đi chọn này, đi lựa này, nên là anh cũng yên tâm về chất lượng. Hộp nước này mới đẹp cực kỳ luôn nhá. Dòng này thì là dòng cực kỳ VIP rồi, cảm ứng mà anh chị mua về để phòng khách quá là ok. Con này thì bên em đang bán với giá là 4.8 triệu nha anh chị nhá. 4.8 triệu là bao cho anh chị đổi nguồn, bao ship luôn. Con này thì màng lọc là màng lọc zin nhá, không phải mới 100% nhá, màng lọc zin hoàn toàn của nó. Ngoài anh chị nào quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho em nhá. 4.8 triệu một con Hitachi cảm ứng này. Đây, tiếp này em quay luôn cả một con quạt này. Quạt này thì hiện tại em đang sử dụng luôn. Một con quạt Mitsu đúc nguyên khối nhá anh chị nhá, đúc nguyên khối ở dưới này luôn này. Tiết hoa văn này, đúc hoa văn này, anh chị nhìn này, đẹp cực kỳ luôn nhá. Này, con này thì đang bán với giá là 14 triệu nhá, 14 triệu là hàng như này. Còn nó hàng mới 100% nguyên thùng nhá, bên em còn một con duy nhất một mới 100% nguyên thùng. Con này thì chưa sử dụng nhá anh chị nhá, nguyên thùng 100%. Thì đang bán với giá là 28 triệu nhá, 28 triệu là hàng mới 100% đấy. Còn con này bên em đã xài rồi, thì bán rẻ hơn gấp đôi luôn, 14 triệu thôi. Anh chị nào đam mê, anh chị nào thích mang về dùng trưng bày cực kỳ ok luôn này. Nâng như nâng trứng luôn nha anh chị nhá, bảo quản rất kỹ luôn, rẻ gấp đôi so với con mới. Mới tận 28 triệu mà con này có 14 triệu thôi. Hôm nay lên kèm con này luôn, chỉ nhìn đẹp này, những họa tiết này. Này đằng sau nó còn quay này anh nhỉ, hay luôn nha anh chị nhá. Dưới này đúc nguyên khối này, rất là cổ kính nhá. Quạt này tuổi đời rất khá là cao rồi. Rồi anh chị đã quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho em nhá. Em cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị những video lần sau nha.